thức mình nữa, nó còn mới mình nữa chứ, đúng không? Đó, thì như vậy các con phải báo chứ đừng có âm thầm. Rồi cũng như mình muốn ăn chay âm thầm mua đồ chay về ăn, tới chừng mà đổ dở ra ai mà bảo ăn cái đó, ăn cái đó thì nó mất sức mất khỏe này kia, gia đình bày rầy ra nữa, phải không? Mình phải nói cái lý do như thế nào để cho cả gia đình người ta hiểu được cái chuyện mình. Tôi sống được 2 ngày như Phật, rồi sau đó tôi sống riết sống mãi đó, tôi sống luôn giống như Phật, năm nào tôi cũng như Phật thì giống y thôi. Các con thấy, thì cái sự tu tập theo Phật thì phải đi từng bước như vậy, chứ không phải muốn làm Phật cái nhảy vô cái mình làm Phật liền được. Đó là thọ bát quan trai là như vậy. Cho nên ở đây thì các con đã thọ tam quy rồi, thì bắt đầu phải sống như Phật, sống như thánh tăng, những bậc mà dưới đức đó, à, sống phải đúng pháp, thì tức là những cái đó là cái các con cần phải tu tập đầu tiên. Bây giờ thì ngũ giới thì chắc các con đã biết rằng 5 cái giới luật của Phật rồi. Thì 5 cái giới luật đó là những cái mà để ngăn chặn những cái điều ác của chúng ta hàng ngày, à, không sát sanh, tức là từ đây về sau á, thì chúng ta không có nên mà cầm dao cầm rửa mà cắt cổ gà giết cá hoặc là giết con vật để mà làm thực phẩm cho chúng ta. Nghĩa là gia đình mình còn ăn thịt chúng sanh thì mình là người nội trợ trong gia đình đó, thì mình mua những cái loài chúng sanh mà người ta đã giết, người ta đã bán ngoài chợ, đó là bất đắc dĩ mình còn đi mua đó mà thôi, chứ còn đừng có mua con gà về mà cắt cổ thì không được. Nhớ những cái điều đó, khi mà đã quy y tam bảo rồi thì cái điều mà trực tiếp mà giết hại chúng sanh, tiếng la hét mà kêu cứu đau khổ của con vật thì chúng ta không nên mua một con cá sống về mà chúng ta đập đầu để nấu canh chua hoặc làm cái gì ở trong nhà ăn đó, thì cái điều đó chúng ta không nên làm nữa. Đau khổ lắm, một cái đầu con cá như thế này mà chúng ta đập thì nó đau cái đầu nó biết là bao nhiêu. Các con thấy người ta cầm cái dao như thế này, một con cá trê, một con cá lóc, người ta đập cho nó chết, người ta đập cái trên đầu nó mới chết. Thì cái đầu của mình mà nếu mà chúng ta lỡ mà té xe hoặc gì đó mà nó chạm vào cái não của chúng ta thì người đó hôn mê bất tỉnh, phải không các con? Mình đập cái đầu con cá thì nó cũng bị chạm vào não của nó thì nó cũng phải hôn mê, nó cũng phải chết chứ đâu nó không được. Thì do đó chúng ta không cần mình nhờ tâm đâu, đừng làm điều đó nữa. Đó là những điều mà thầy răn nhắc để các con từ đây về sau, vì giới luật của Phật nó 5 giới nó nói tổng quát lắm, bởi vì nó không sát sanh. Mình biết cái nào mà không sát sanh? Bây giờ thầy nói giả dụ các con thấy cái chùa của thầy, cái nhà của thầy đang ở đây, mà có một bầy kiến ngoài kia nó chạy vô đây, nó vô nó xâm chiếm nhà thầy, nó trèo trên cột, nó trèo lên giường, nó trèo lên gián của thầy, thầy đụng đâu nó cắn đó, nó có lỗi hay là thầy có lỗi nè? À, bây giờ thầy đem một cái ví dụ cho các con thấy nè. Đất nước của mình đang thanh bình như thế này nè, giặc Tây hay Mỹ nó đem súng đạn nó vô nó chiếm nước mình nè, nó đánh nó bắt dân mình, nó làm nô lệ nè, nó chiếm đất nước mình, nó lấy thành phố, nó lấy cái này lấy cái kia, nó đạt của mình đi, thì mình không cầm súng mình bắn nó không, hay hoặc là mình đầu hàng nó để cho mình làm nô lệ nó? Mình có qua nước nó, mình chiếm nước nó đâu là mình tội? Nó qua nước mình nó chiếm thì tức là mình phải bảo vệ nước nước mình, dân tộc mình, con em mình, dòng họ mình. Nó ở đâu á, nó vô nhà nó chiếm nhà mình, giường dáng mình nó trèo lên, mà mình đụng đâu nó cắn đó. Mà bây giờ Phật dạy không sát sanh, mà bây giờ tôi đâu có lợi, tôi chọc ghẹo nhà nó đâu, mà nó lợi nó chiếm nhà tôi thì nó có tội, nó là người có tội trước. Cho nên tôi không nẫn nở tâm tôi lấy lửa tôi đốt chúng chứ. Sự thật ra nó có tội, nó chiếm nhà tôi, vì vậy mà tôi lấy chổi tôi quét nhẹ. Lỡ con nào chết á, để mà răng cho nó đừng có tham lam, đừng có đi vô cướp nhà người ta,
nó có tội mà tội tham cướp nhà, nhà ta cất ta ở mà nó vô nó chiếm ở. Như vậy là cái sát sanh của chúng ta chưa phải là tội, mà chính cái mà chúng ta đi tìm chúng mà giết đó tội. À, còn hiểu chưa? Đó, như vậy là giữ luật chúng ta phải rành, chứ nếu mà không rành thì không thể nào giảng chỗ này đâu. À, thầy giảng đây là cái trường hợp mà Phú An Tịnh đã hỏi đó. Ở đây là tại vì cái giới sát sanh bắt buộc thầy phải giảng luôn để cho mày hiểu đó chứ. Nếu mà không giảng ra như vậy thì các con cứ cái nhà của mình nó vô ở đầy hết mà mình cứ ngồi giống giống vậy hả, hoặc là mình ra ngoài mưa mình ngồi để cho nhà nó vô chứ. Nó tu mà từ bi, từ bi đó là từ bi ngu mênh ngu sướng, phải không? Cũng như con từ bi mà ngu sướng cho nên thân con nó tàn tạ. Phải không? Đâu có cái lý do mà Phật nói đạo ta là đạo trí tuệ, chứ đâu phải là đạo ngu sướng. Các con quá cho nên vì vậy mà nghe giới luật của Phật thôi, ngồi đó mà co tay vậy. Cho nên vì cái chỗ mà đó mà vua Lương Võ Đế mà bị mất nước. Bởi vì Phật dạy không cầm hung giáo giết ai hết mà. Cho nên ông này giặc tới, giặc hầu nhân bảo đến cướp nước ông ta. Ông cứ vô, ông ở trong thành, ông cứ ở trong cung, ở trong thành, ông cứ gõ mõ tụng kinh cầu Phật cứu hộ ông thôi. Chứ ông không dám ra đánh giặc, đánh giặc sợ nó giết chúng chết. Nhưng mà cuối cùng thì cũng chúng đã cướp thành, đã giết vua Lương Võ Đế chứ. Đạo Phật nói đạo trí tuệ mà ông sao mà không trí tuệ gì hết. Chúng là kẻ có tội đến cướp thành ông, chứ ông đâu phải đến cướp thành chúng, phải không? Đó là những cái điều mà chúng ta thấy như đất nước chúng ta. Thời vua Trần Nhân Tông, ba lần quân Mông Cổ chúng ta, quân Mông Cổ qua xâm chiếm nước ta, phải không? Nếu mà vua Trần Nhân Tông mà không đem ra chống cự, nói tôi là đầu đà nè, tôi là vị thiền sư nè, lập cái thiền phái Trúc Lâm ở Bắc, ta còn biết chứ. Ông ta nói tôi là tu sĩ, không có dám mà giết hại thôi, nó vô thôi đi. Thì giặc Mông Cổ nó dài kéo đến đất nước dân tộc chúng ta như thế nào các con biết không? Chúng tàn ác lắm chứ không có được. Cho nên vua Trần Nhân Tông lãnh đạo dân chúng coi như là tiêu thổ kháng chiến đó. Giặc đến đâu mình yếu mà, cho nên giờ dân vô rừng sâu đem lúa gạo treo dẹp trước, cho nên chúng đến đó nó còn hoang dã, không nhà cửa đốt sạch hết mà. Rồi lần lượt mình dùng chiến thuật du kích đánh lần, rồi từng đó mình tập hợp được cái lực lượng của dân chúng mạnh đó, bắt đầu mới chiến đấu đánh với chúng, đuổi chúng ra khỏi đất nước. Ba lần chiến đấu với quân Mông Cổ thì các con biết đâu có phải quân Mông Cổ là cái thứ quân mà dữ tợn lắm chứ đâu phải. Nó cái gió ngựa của nó tập đi đến đâu là nó sát hại đến đó, không có nước nào mà chống cự được. Nếu mà đến Việt Nam chúng ta với một cái hiểu biết giới luật đúng cách đã bảo vệ đất nước của chúng ta. Như trong cái thời chiến tranh, các con biết thầy là một tu sĩ xuất gia từ lúc bé, nhưng mà thầy là một người dân mất nước, trong khi Pháp cai trị nè, trong khi Mỹ đến đây cướp nước nè, phải không? Thì có một số người đồng bào của mình đã theo giặc làm giặc, theo làm giặc. Thầy thì cởi cái chiếc áo cà sa này, mặc cái chiếc mặc cái chiếc áo của người dân mất nước để đi cứu nước. Thành ra thầy đem cái sức của mình ra. Khi mà giải phóng xong rồi, mấy anh ở tỉnh ủy đây mời thầy ra làm việc. Thầy khoác lại chiếc áo tu sĩ của mình, nói cho hồi đó thầy cũng mặc chiếc áo tu sĩ chứ thầy. Nhưng mà vì thầy làm cái phận sự chống giặc, đánh giặc mà, giặc cướp nước mình phải chống, mình đánh mà. Nhiều khi thầy cũng cầm súng bắn nó chứ không phải không cầm súng bắn được, phải không các con hiểu? Làm mọi cái để đuổi giặc ra khỏi đó. Các con hiểu điều đó. Cho nên trong lúc đó thầy khi mà là một tu sĩ xuất gia từ 8 tuổi, thì thầy thay vì thầy nói thầy bỏ cái chiếc áo tu sĩ chứ sự thật thầy cũng mặc chiếc áo đó, nhưng mà thầy làm cái phận sự khác không phải là phận sự của người tu sĩ, thì coi như là thầy bỏ chiếc áo cà sa. Nhưng mà thầy mặc chiếc áo cà sa để giặc nó không biết, thầy làm cái chuyện khác. Các con hiểu không? Chứ đâu phải cùng nhau mặc áo chiến binh hết theo được. Kẻ làm cái này cái khác để cho giặc nó không biết, mà mình bảo vệ được cơ sở cách mạng để mà đánh giặc. Các con hiểu không?
Thầy nói thầy mặc cái áo tu sĩ thật sự, nhưng mà tâm lòng thầy có phải là tu sĩ không? Luôn luôn điều tìm cách để mà giết giặc bữa giặc chứ. Đó, thầy nói như vậy các con thấy rõ không? Sau khi mà xong rồi thì giải phóng 975 giải phóng xong rồi thì mấy anh tỉnh ủy họ mời thì ra làm gì? À, thầy xin thôi tôi trở về những chiếc áo của tu sĩ, bây giờ mới chính là thầy là thực sự tu hành. Các con thấy chưa? Phải không? Rồi bây giờ thầy thực hiện làm người tu sĩ, cho nên thầy không có xu hướng chính trị bên này bên kia, mặc dù là nhà nước muốn thầy làm gì. Cho nên thầy đủ tiêu chuẩn mà có thể làm việc cho giáo hội, nhưng mà thầy tìm mọi cách. Trừ ra có khi dựng giáo hội làm tốt lại, thầy đem khả năng của mình ra để xây dựng giáo hội Phật giáo tốt lên, thì mai ra thì là còn không thì không còn. Như vậy là rõ ràng là thầy muốn giải thích cái chỗ mà con thấy khi mà kiến nó bò vô nhà con mà con cua tay con ngồi con rút con không dám động tới nó, thì chắc chắn là con không nhà ở rồi, con tới đâu thì con giật nó tới đó nó xâm chiếm hết. Thì như vậy là mình là người giữ giới mà không có trí giới. Có trí tuệ giới chứ, biết đâu là tội, biết đâu là không tội. Đó là những điều mà thầy dạy hôm nay để cho con biết cái giới sắc sanh á. Không phải nói không sắc sanh rồi cái gì cũng không sắc sanh hết, đụng con mối con gì cũng không dám giết hết đó, thì điều đó sai. Cái thứ nhất các con thấy nè, bây giờ mối á thì nó đem truyền cái bệnh xuất huyết cho mình mà ai không biết. Mà giờ các con đi ra rừng, con tím giết nó là các con tội. Nó không rừng, nó đâu có đến đây mà nó cắn các con. Nhưng mà nó vô nhà nó cắn các con bảo vệ. Phải không? Thứ nhất bây giờ nó chưa tội. Thầy nói về cái giới sát sanh, nãy giờ thầy nói sát sanh để cho các con hiểu, để mà cuộc sống của các con, chứ không phải giảng giới như họ đâu. À con đã quy rồi, con nghe người ta giảng giới chứ đâu phải giảng như thầy đâu. Bây giờ thầy nói đây là thực tế cho cuộc sống. Bây giờ buổi tối này gia đình của mình ngồi lại nè, nói chuyện nè, ai mà chung mùng nói chuyện bao giờ, chỉ trừ ra có đi ngủ mới là văn mùng phải không các con? Như vậy là trong khi chúng ta ngồi nói chuyện mũi cắn, muốn bảo vệ nó như thế nào chúng ta đốt nhang không mũi, hoặc là chúng ta phun thuốc trừ mũi mồ hôi đó nó không dám, các con hiểu không? Đó là cách bảo vệ. Mà cái con nào gan vô thì nó hít thở nó phải nhào nó chết, tại nó muốn chết nó vô chứ. Nó vô nó đi nó tự nó hại nó. Người ta đã ngăn ngừa mà nó không sợ thì nó phải chỉ chết thôi. À, các con hiểu gì đó. Bây giờ đã có sẵn một cái số mũi đây rồi. Bởi vì nó núp ở trong những bóng tối. Trong khi mà mình muốn bảo vệ thì tức là mình phải phun thuốc hay hoặc là mình đốt nhang cái gì. Thì chúng không đi kịp thì tức là chúng phải thở cái đó chúng phải chết thôi. Nhưng mà vì đó là mình bảo vệ chỗ mình sống chứ đâu phải chỗ chúng sống. Ở ngoài cây kia ra ngoài đó mà tôi làm điều đó là tôi tội. Chứ ở trong nhà tôi mà núp thì không tội. Anh núp đây để mà anh cướp máu tôi chứ gì. Tôi khi nào tôi bố thí là tôi bố thí, mà tôi không bố thí thì anh không có ăn cướp tôi được, không có trộm máu tôi được. Không phải hiểu điều đó. Phải không? Bây giờ của tôi không muốn cho anh, mà anh đến anh ăn cắp thì anh có tội chứ đâu phải là tôi có tội. Vì vậy mà tôi bảo vệ của cải tôi phải diệt anh, thì tôi đâu phải là người có tội đâu. Còn pháp luật nào cũng không có tội thì giới luật của Phật mình cũng không tội. À, con hiểu chỗ đó chưa? Hiểu như vậy. Vì vậy mà điều kiện mà tu hành á, đây thì nhắc con nè, điều kiện tu hành là chúng ta phải lo diệt ngã xả tâm chứ không phải lo giới luật. Vì giới luật chúng ta biết rằng kẻ nào phạm đến chúng ta thì chúng ta phải tiêu diệt kẻ đó. Chúng ta không đến phạm kẻ khác, không đi tìm kẻ khác giết thì chúng ta không có tội. Cũng sát sanh mà trong giới luật của Phật, cái người sát sanh giết mạng người á thì nó phạm cái tội khác. Mà giết một con kiến thì phạm cái tội khác, mà giết một con vật khác phạm cái tội khác. Chứ không phải người nào cũng giết chúng sanh là tội y nhau, phải đâu. Con nên nhớ là giới luật của Phật nó kỹ lắm chứ. Ông Phật ông chế giới là rất kỹ lắm. Khi mà con cầm dao giết người là con có tội khác. Tội nặng như thế nào thì cái tội đó nó... Mà cầm dao giết một con mũi, con mồng hay hoặc là một con kiến hay hoặc một con chó, một con heo, nó khác hơn là cái tội giết người.
cái giới luật của Phật nó đã phân, chứ không phải là nói con người với con vật nó y nhau đâu, không phải đâu. Bởi vì con vật nó là bản sân rồi, cái phước của nó nhỏ rồi, nó không được sanh làm người. Cho nên do đó mà mình giết người mình tội nặng hơn là giết con vật. Còn thấy không? Bởi vì cái lục đạo nó sáu cái nẻo mà luân hồi đó, thì nó từ cái nẻo mà con người cho đến mà địa ngục, cho đến ngã quỷ, cho đến súc sanh Atula, nó đều có những cái cấp bậc của nó. Thì cái phạm tội nó cũng đều theo đó mà có cấp bậc, chứ không phải là cho nó mình sát sanh là tội hết, hiểu chưa? Như vậy là từ đây về sau chỉ còn an tâm lo mà tu cái định vô lậu, diệt ngã đã tâm, ly dục ly ác pháp, để quét sạch cái tâm của mình, mà cái tâm của mình không còn phiền não sân hận, không còn tham lam, không còn ham muốn, thì không có tội nào là tội nữa. Còn cái tâm mà còn tham lam, ham muốn, giận hờn thì thở ra chút gì cũng có tội hết, nhớ chưa? Đó. Cho nên ở đây mình chỉ lo cái pháp là tu sao cho được xả tâm diệt ngã, xả tâm ly dục ly ác pháp, thì cái đó điều quan trọng. Cho nên hàng ngày con ở làm con không có nghĩ rằng con đi móc cái đống rác này, con giết con trùng con dế như này, mà cái việc làm con phải làm, rủi nó có chết thì đó là cái vô tình con thôi, chứ không phải là tội lỗi. Nhưng mà mỗi cái hành động làm là con lo con quét sạch xả cái tâm của con ly dục ly ác pháp, thì con không có tội. Bởi vì tánh tội nó vốn không, mà có là do cái tâm của mình, mình tham muốn nó mới cướp thành cái tội. Thì vì vậy mà mới học giới luật, để giữ những cái giới luật nó làm cho chúng ta có những cái quay nghi tế hạnh nghiêm chỉnh, nó đầm thấm, nó tạo con người chúng ta nó có cái nhìn của người khác, nhìn vào người ta đánh giá trị cái người tu như vậy mới thật là tu. Cái giới luật của Phật nó tạo chúng ta từ cái ăn, cái nói, từ cái đi đứng, từ cái nằm ngồi của chúng ta, nó làm cho người ta thấy kính trọng. Thì cái đó là cái giới luật của Phật để làm cho Phật pháp sáng tỏ. Còn cái giới luật mà sát sanh, không sát sanh, hoặc là vô tình sát sanh, thì điều đó phải học rất kỹ để chúng ta biết khi nào mà chúng ta sát sanh và khi nào không sát sanh. Khi nào mà sát sanh có tội và khi nào mà sát sanh không tội. Hay con phải, đó là những cái mà các con cần phải học nhiều. Bởi vì thầy chưa dạy cái giới hành, cho nên các con chưa có biết nữa. Thầy mới dạy giới hạnh và giữ đức. Còn cái giới hành các con chưa học, thì cái hạ năm rồi 60 cùng văn nó chỉ dạy mới có cái giới hạnh với giới đức mà thôi, còn cái giới hành thì chưa có dạy. Vậy mà cỡ mùa hạ năm sau mà dạy về giới hành, thì một cái nội cái giới hành không là ba bán hạ dạy chưa xong, chứ không phải. Còn khi giới đức, giới hạnh giới đức dạy rồi là trong cái mùa hạ thầy hết sức dạy liên tục, không có để mất thời gian. Cho nên trong 3 tháng mà dạy giới hạnh và giới đức. Thì hôm nay nãy giờ thầy đã làm cái lễ mà quy y Tam Bảo cho các con á, mà thầy giảng như vậy á, thì thử hỏi cái thời giờ mà giảng như vậy á, thì nó đâu còn có cái thời giờ. Thay vì thầy nói sơ sơ qua rồi thì cho các con thọ tam quy ngũ giới xong rồi, thì nãy giờ đã đi mất rồi, phải không? Các con thấy hiểu nè. Nhưng các con làm sao biết được cái sắc sanh của các con, cái đúng cái sai trong cuộc sống của các con? Mọi con vật nó đang xâm chiếm các con, mọi người nó đang xâm chiếm về cái cuộc sống của các con này. Thì lúc nào mà các con bảo vệ cuộc sống của mình bằng thiện pháp hoặc bằng ác pháp? Con thấy đâu có phải đơn giản đâu. Cho nên nếu mà nói sát sanh đơn sơ mà giảng, thì các con lúc bây giờ các con trở thành một cái người, một con người rất là tiêu cực, không có dám động địa gì đến ai hết. Cuối cùng thì các con bị nô lệ tất cả mọi sự vật, nó làm gì các con cũng co rút lại, cũng như là một con vật mà co rút vậy, cũng như con rùa mà rút đầu rút chân vô hết, không có dám mà buông đi đâu hết. Thì cái đó là cái sai của đạo. Đạo Phật nó phải linh động, phải khéo léo, phải tỉnh thức hoàn toàn, và phải trí tuệ trong mọi sự việc.
thì chúng ta mới thấy được cái sự an ổn, cái sự giải thoát hoàn toàn. Chứ còn nếu mà chúng ta không trí tuệ, không linh động thì chúng ta không giải thoát, mà chúng ta bị coi như là bị nô lệ cho mọi vật. Cũng như bây giờ kiến nó vô xâm chiếm nhà con mà con cứ sợ giết nó, con cứ co rút thì không phải nô lệ nó sao? Nó lên đồ ăn của con không dám đuổi nó nữa, thì như vậy là lấy gì con ăn? Đó là những cái các con phải biết rằng mình thiếu trí tuệ, tức là thiếu tuệ giới, tức là giới tuệ không có đó. Bởi vậy cho nên phải học những cái lời của Phật dạy để chúng ta có đầy đủ những cái giới tuệ. Do đó những cái sự kiện xảy ra chúng ta biết giải quyết như thế nào để đúng giới Phật, giới pháp của Phật. Nó trở thành là thiện pháp, không phải còn ác pháp. Đó, thì những cái mà Thầy nói hôm nay để cho các con thấy rằng nếu mà không có Thầy mà đem giới luật ra giảng thì không ai giảng nổi giới luật này. Thì cuộc đời chúng ta tu theo Đạo Phật trở thành yếu thế, tiêu cực ở trong cái cuộc sống, xã hội sống của chúng ta. Còn Thầy giảng các con sẽ không tiêu cực mà tích cực trong cuộc sống, làm cho mình không khổ mà người khác không khổ, chúng sanh không khổ. Hành có tội phải trì hành, con vật có tội xâm chiếm thì con vật phải được trừng trị. Pháp luật nào cũng vậy, đất nước nào cũng vậy chứ. Thì giới luật của Phật cũng vậy chứ, đâu phải giới luật của Phật buộc chúng ta phải trở thành những con người tiêu cực hơn. Con người của Đạo Phật là con người tự lực thì phải tích cực chứ, tự lực mà tiêu cực thì làm sao mà gọi là tự lực. Đạo Phật là đạo tự lực thì không bao giờ có tiêu cực. Các con hiểu vậy phải không? Đó là một cái lý thật sự như vậy. Còn những cái đạo mà tiêu cực là cái đạo nó phải có một cái đấng vô chủ nào đó để cứu khổ nó, cho nên nó mới tiêu cực. Còn chúng ta có đấng vô chủ nào đâu, tự mình cứu lấy mình thì mình tiêu cực là mình chết. Các con hiểu chưa? Cho nên chúng ta không có quyền tiêu cực mà phải có quyền tích cực để đem lại cuộc sống chúng ta giải thoát sanh lão bệnh tử. Các con thấy chưa? Đó là cuộc đời tu hành của Đạo Phật mà. Đạo Phật đã đưa cho chúng ta giải thoát cuộc sống con người mà. Mà bây giờ chúng ta tiêu cực là chúng ta tự giết mình rồi. Cho nên mình tha lực, mình cầu khẩn là mình tự giết mình rồi. Cho nên các con đến chùa này cầu Quan Âm, cầu Phật, bởi vì các con là con tiêu cực rồi. Không đúng rồi đó. Đó, thì rõ ràng là bây giờ nó lợi cái ổ đó, nó đóng cái ổ cùng ổ kiến lửa nó đóng đó, mà các con không dám đụng cái gì đến nó, rứa lớn quá thì tới căng ngứa chân gần chết, phải không? Làm cho mình khổ chứ đâu có sung sướng gì. Vậy là nói đạo giải thoát cái gì? Từ bi cái gì mà ngu quá trời quá đất vậy? Mà lại còn đem cô nuôi nó nữa, rằng cho nó ở đầy nhà nữa, phải không? Các con từ bi cái kiểu đó thì có nước là các con tiêu cực trong cuộc sống các con quá độ rồi. Loài kiến trùng thì các con phải ở có một chỗ nơi, chứ không phải đi vô nhà tôi mà ở như vậy. Mấy ông mà đến đây thì tôi đuổi ra. Lần thứ nhất mà tôi cảnh cáo không đi, là thứ hai tôi đem vô hôi tôi đốt chết hết á, phải không? Các con thấy nói là như vậy, nhưng mà sự thật ra mình đào mình hốt mình đem đổ ra ngoài nó chết có mấy con à, còn mình đem lửa mình đốt thì nó chết hết. Các con hiểu chưa? Mình lòng từ bi mà mình đâu có nỡ, mặc dù là chúng là kẻ xâm lăng đất nước mình, nhưng mình đâu phải là giết hết những cái thằng Mỹ đâu. Mình bắn một vài thằng nó chết, nó sợ nó chạy đi chứ ai điên gì mà để cho nó mình bắn cho chết hết nó đâu. Các con hiểu điều đó. Cho nên vì vậy mà chúng ta thí dụ như muốn chiến thắng giặc mà cướp nước mình thì mình phải mở cái cuộc hộp,
hội nghị để mình bàn bạc với nó. Thì ở bên trong, ở bên ngoài mặt trận thì mình bắn cho nó chết 5-3 thằng. Ở ngoài mà bàn hội nghị thì nó thấy nó chết nhiều quá, nó sợ, cái bắt đầu nó rút. Thành ra mình đâu có giết hết nó, mình đâu có tội. Phải không các con hiểu? Như vậy là ổ kiến không có lấy lửa mà để đầy xung quanh mà đốt chết hết thì mình tội. Phải không? Mình đào đi rồi mình xúc thì một hai con mình đào nó trúng nó chết, còn bao nhiêu mình xúc mình đổ ngoài kia nó phải đi ra kia mình móc hết rồi bắt đầu mình chế thuốc mối thuốc kiến gì đây, cái mình lấp lỡ nó làm sao nó dám vô nữa. Mình đào đi hết rồi, phải không? Như vậy là mình có trí tuệ mà mình giết có một hai con là tại vì vô tình mình không muốn giết, nhưng mà buộc lòng mình phải đuổi cho nó ra khỏi cái nhà của mình chứ không để cho nó xâm chiếm. Thì như vậy nó chết có mấy con mà mình đem nó mình bưng cái kia mình đem đổ kia rồi nó bắt đầu đó mình cho dầu hôi hay hoặc là dầu xăng gì chỗ đó rồi nó đâu có dám lợi đó nữa. Do đó mình đem nó ra kia nó phải đi chỗ khác nữa. Chứ mình để mình nuôi đó thì nó nguy hiểm cho mình. Không. Đó. Thì đó là những cách mà trí tuệ mà giữ gìn giữ luật. Tâm tôi thật thương chúng sanh chứ tôi không phải ghét. Nhưng mà tại cái lỗi của nó vô đây chiếm nhà tôi, buộc lòng tôi phải đuổi nó, tôi phải hốt nó, tôi kỳ tôi đẹp, đổ nó ra ngoài đồng, ra gốc cây, gốc chuối gì đó nó ở, nó không được vô đây nữa. Thì như vậy là tôi là người có trí tuệ. Giết hại lỡ vô tình, tôi chẳng muốn giết nó. Cũng như mình tự vệ bảo vệ đất nước, buộc lòng mình cầm súng bắn giặc với sự thật ra, tâm mình chưa phải muốn bắn chút nào. Còn hiểu chỗ đó chưa? Như vậy là mình đâu có tội sát sanh, tại vì tôi bảo vệ dòng họ cô bác anh em con cháu của tôi ở trong đất nước này không được, không thể nào để cho giặc hoặc bắt làm nô lệ cho tôi, muốn đánh đập muốn tù đài cái người dân của tôi thì không được, buộc lòng tôi phải làm. Họ thầy nói như vậy thì các con thấy cái tinh thần của một cái người Việt Nam mà đứng ở trong cái truyền thống của đạo Phật phải trí tuệ hoàn toàn. Mà một vị thầy mà giải đạo như vậy á, thì các con thấy khi mà có giặc tới các con như thế nào, cầm súng đánh giặc liền không sợ nào hết. Nhưng mà tôi là người phải không, kiếm vô xâm chiếm nhà tôi hoàn toàn tôi tìm cách tôi bưng tôi đem đổ tới chỗ khác rồi tôi lấp lại chỗ đó là không bao giờ để cho xâm chiếm nhà tôi nữa. Bắt đầu nhà con không có kiếm không gì hết. Ví dụ như các con phòng ngừa, các con thấy những cái xung quanh ở đây nào là rắn, nào là nhánh cây rồi nó rậm rạp thì mũi nó hỏi gì, hấp quạt hết cổng hết mũi không ở thì nhà tôi đâu có mũi. Phải không? Mình biết phòng ngừa, mình là người trí thì mình phải biết phòng ngừa tất cả mọi cái, cho nên mình không có giết hại chúng sanh mà mình làm cho hoang đạm để cho những cái chỗ nào u tập thì cái vùng đó là vùng của chúng sanh ở thì cứ lợi đó ở, chứ đừng có vô cái chỗ người ta ở mà tiền nhiễm bệnh tật cho người ta khổ sở. Đó, thì tất cả những cái này là nằm ở trong giới luật mà gọi là giới tuệ, tức là trí tuệ của cái người giữ giới. Thế giờ con có tội lỗi không? Không có tội lỗi. Còn họ hỏi chút nào thợ tu sĩ bây giờ tôi biết là sao giờ? Cuốc đất cũng chết trùng dế nữa, dãy cỏ cũng chết trùng dính, đủ thứ hết rồi. Như vậy là cái người mà tu sĩ họ chẳng dám đi nữa. Chắc chắn là họ phải đi khơi khơi ở trên mặt đất vậy chứ đi đạp chết như sao? Thì không lẽ ông Phật ông lúc nào cũng bay ở trên trời được hết sao? Đâu có chuyện đó đâu. À thì nó xông vào thì con vẽ thì nó chết. Hãy mày vô mày chiếm thì mày phải chết. Nó đi đâu có sao, không có sao hết. À, nếu mà con quét nó ra ngoài kia mà đi luôn ra kia mà con vẽ bóng ngoài kia cho chết là con tội. Còn này con quét nó ra kia rồi con vẽ đây là con ngăn ngừa không có cho không có cho tụi nó vô, mà tụi nó vô thì nó bò ngang phóng thì nó phải chết, nó rắn nó dịu chứ. Tại nó muốn vô chiếm cái nhà tôi thì tội mà tội đi cướp nhà người ta là cái tội phải nặng hơn các con. Nó tội trước chứ đâu phải tôi đâu có muốn giết nó, tại nó tội trước cho nên tôi phải ngừa. Vì vậy mà tôi làm cái hàng rào trong nó phải sụp trong nó chết chứ sao? Thì tao tội của nó vô cướp nhà tôi nó phải chết là nó chịu chứ, tôi đâu có giết. Con hiểu không? À bây giờ con là vì lòng thương cho nên vì vậy mà bây giờ nó vô nhà con rồi con mới quét nó ra. Quét ra rồi con mới vẽ phấn như thế này.
Bây giờ tôi làm cái hàng rào á, anh mà anh vô đây á thì bị hàng rào đè chết. Tôi cấm anh à, tôi cho anh ra ngoài rồi mà anh vô anh chết ráng chịu. Thì nó vô nó ráng chịu, bởi vì vô chiếm nhà con thì nó tội ăn cướp, phải không? Nó phải chết. Thì tức là luận đi con, cứ luận đi coi con tội hay nó tội. Nó chết là tại nó vô chiếm nhà ta, nó mới bị cái hàng rào phấn con nó mới chết. Chứ còn cỡ nó đi ra ngoài làm sao nó chết được, phải không? Thì như vậy con đâu có tội. Nhà con chứ phải nhà nó sao? Nếu mà nó là cái ổ hang của nó ở đây mà con lại con chiếm con lấy thì con có tội đó. Con vẽ phấn vậy là con giết nó, con có tội. Con giết nó tức là con vẽ phấn để con chiếm ổ của nó, thì con chiếm nhà nó là con có tội cướp mà là tội giết người. Còn nó chiếm nhà con thì con đuổi nó ra rồi, con mới vẽ phấn, không có cho anh qua cái hàng phấn này, anh qua hàng phấn này anh bị chết. Tại anh muốn vô cướp nhà tôi thì anh bị phấn này anh chết, chứ tôi không có giết anh. Con hiểu chưa? Rõ ràng là trí tuệ dạy chúng ta biết được cái điều chúng ta làm là do làm từ thiện, tôi mới quét anh ra, chứ tôi không từ thiện là tôi đã giết anh tự ở trong nhà tôi rồi. Anh có tội vô trong nhà tôi, cướp nhà tôi rồi. Thấy hiểu chưa? À, bởi vì hầu hết các nhà giết giới luật á, cho nên thầy đọc thầy không đồng ý. Họ không biết giải như thế nào mà để cho một người mà tu sĩ có trí tuệ của giới luật mà giết như vậy, làm sao mà nó đi tới cái bước cùng là có người tu sĩ tiêu cực. Bởi vậy thầy đưa cho con để đọc mà biết thôi, chứ còn thầy đang chuẩn bị thầy soạn ra cái bộ kinh giới để cho các con biết đọc giới phải có trí tuệ, chứ không phải đọc giới mà ngu si như vậy. Kêu những cái bộ kinh giới đó gọi là ngu giới chứ không phải là tuệ giới đâu. Giết kinh mà giết làm cho tín đồ trở thành những người đệ tử của Phật, trở thành những người ngu si. Kinh sách như vậy là kinh sách dạy ngu. Cho nên hầu hết là các vị mà giết kinh giới họ chết, họ nhăn răng méo miệng hết. Là tại sao vậy? Tại vì làm sai ý Phật, phải không? Họ chết họ mới đau đớn, họ khổ sở, họ mới không có tự tại trong sinh tử. Đó là cái chết rất khổ. Như con hỏi thầy, tại sao có một người đó ta chết mà ta người bình thường thôi, mà người ta chết người ta vẫn biết ngày biết giờ hay hoặc này kia. Người ta chỉ ở trong thiện pháp thôi, người ta không có làm cái điều gì mà nghịch lại, phản lại cái ý của Phật pháp. Người ta sống với đạo đức bình thường của một người có đạo đức ở đời thôi. Cho nên đến giờ phút mà cuối cùng sắp chết, người ta còn biết đi trả nợ cho hết rồi chỉ chết. Thì cái người quá tốn rồi còn gì. Sắp sửa mình chết rồi chắc chắn ai đòi mình nữa, thôi chết để mình lấy của họ chứ gì. Thì người quá xấu rồi chứ gì. Còn cái ông này, ông sắp sửa ông chết là ông lo ông đi trả nợ cho hết. Mình có nợ ai đó, mình lo trả nợ này kia hết, rồi mình chết cũng khỏe. Cái ông này là đạo đức quá vậy thì ông chết tốt chứ phải chứ sao. Những điều mà con nói đều là thầy sẽ thấy ông này là người tốt, cho nên do như vậy mà ông phải chết tốt. Còn sợ mình á, mình không được làm như vậy chứ, cho nên mình chết xấu ấy chứ. Chứ mình làm được với ông ta coi, mình chết tốt chứ làm sao mà không tốt. Đó, thì đó là một cái giới sắc tâm. Bây giờ tới cái giới là cái giới trộm cắp. Như các con biết rằng của cải làm ra thì bằng mồ hôi nước mắt, ai cũng làm ra bằng mồ hôi nước mắt. Thế mà mình đi lấy trộm của người ta để về làm của mình thì cái đó là cái tốt hay cái xấu? À, đâu có tốt được. Cho nên ở đây chúng ta không có tham lam trộm cắp, không có lấy của, không cho người ta cho mình. Nhiều khi mình tìm cách mình từ chối, bởi vì mình nhận của người á là mình tạo cho mình nghèo thêm. Chẳng hạn nào như bây giờ trong cái dịp quả hoạn thủy nạn như thế nào đó, rồi mọi người người ta góp, người đồng, người cắt, người ta mua cái này kia ha, hoặc là người ta đem tiền bạc đến cho những cái người bất hạnh đó. Mà cái người bất hạnh nó đã bất hạnh rồi thì cái phước của mình đã mọt, đã không có rồi, nó mới gặp bất hạnh đó chứ. Do đó bây giờ nhận của người ta nữa thì mình lại nghèo nữa chứ chưa hẳn là vậy. Các con hiểu trên cái vấn đề đó. Cho nên biết rằng người ta thương mình, người ta giúp đỡ mình, nhưng mình có nghèo, mình cũng phải lấy mồ hôi nước mắt mình làm ra để sống, chứ mình nhận của người ta là mình đó. Cũng như các con, ví dụ mình ngồi không, mình
ăn của người ta cúng dường, mà mình tu không xong thì mình phải nợ người ta chứ. Biết bao đời mình làm thân trâu ngựa, làm tôi tới nhà người để mà trả cái của đằng nào thí chủ. Các con đâu phải được khi không mà tiền hết vô nhà các con đem cúng dường thầy đâu. Con làm bằng mồ hôi nước mắt của con, vì Phật Pháp, vì kính tin Phật Pháp, tin các thầy tu hành, tôi mới đem dưng cái này cúng dường của quý thầy ăn, để mà quý thầy giữ gìn dạy đạo, đem lại cái đạo đức tốt cho tôi và cho mọi người. Cho nên tôi mới dưng cái mồ hôi nước mắt này cho quý thầy sống. Thế mà quý thầy tưởng là mọi người đem dưng như vậy quý thầy sung sướng, quý thầy ăn cho thả thích quý thầy, trong khi quý thầy tu không ra gì, đạo đức không có gì, không làm, không đủ sức làm gương hạnh đạo đức cho những người khác, thì quý thầy phải đạo địa ngục. Quý thầy hiện bây giờ hòa thượng thượng tọa gì chết, ông nào cũng thấy quá khổ sở, xài phí mồ hôi nước mắt của người ta quá nhiều, trong khi mình ngồi không mà mình ăn bát vàng. Còn người ta lao động, người ta cực khổ, người ta phải ăn cực ăn khổ, người ta mới dành dụng, một năm hai năm người ta mới có được 50, 30 ngàn, 100, 200 ngàn, người ta để cứu nhiều chuyện. Đó là một cái tội lỗi rất lớn mà chúng ta phải thấy rằng khi mà chúng ta trở thành vị tu sĩ, nó khó hơn là người cư sĩ gấp mấy lần. Cũng như con bây giờ, con thấy đầu con cạo, mặc y áo, mà con xưa xót một cái quay nghi tế hành, con điều phạm tội ba việc này, tức là tội đọa địa ngục. Người cư sĩ, người ta ở trong chiếc áo cư sĩ, người ta tu dễ dàng hơn, người ta phạm tội không nặng, bởi vì người ta có làm tội người ta không không phỉ báng Phật Pháp được. Người cư sĩ người ta đâu có. Còn chiếc áo của con phạm tội người ta coi thường Phật Pháp đó, con nặng cái tội thêm là cái hành động của con, là người ta nói tu sĩ Phật giáo gì vậy, ra gì vậy, Phật Pháp mất niềm tin người ta. Còn người cư sĩ người ta ngoài đời người ta thiếu gì người phạm pháp, người ta đâu có coi thường Phật Pháp đâu, còn hiểu chưa? Cho nên mặc chiếc áo của tu sĩ, các con tưởng nhiều người mặc chiếc áo tu sĩ vô cái ngã rất lớn to đồ sộ ra, xem như mình là người tu rồi, còn cư sĩ là cái hàng chưa tu, coi rẻ họ. Trong khi đó mình tu chưa diệt, đụng tới mình như là một con rắn độc hung dữ, dữ tợn đủ cách, không có tâm sân không hết, tâm tham cũng còn, ham muốn cái này ham muốn cái kia đủ thứ, thì con thấy cái tội nó rất nặng, nó đâu có đơn giản. Cho nên thầy nói khi nào tu xong rồi thầy làm lễ xuất gia cho các con vững vàng đàng hoàng, mà các con vì cái hoàn cảnh như con, vì hoàn cảnh gia đình của con, thành ra buộc lòng cào tóc cho con, chứ thật ra thầy chưa muốn xuất gia con. Hỏi ra một chút là con bị khó, bởi chiếc áo con, chiếc áo rất khó, chứ không phải chiếc áo như thầy mặc, chiếc áo của con là dễ đâu. Mặc nó vô rồi là phải làm sao cho tốt Phật Pháp, chứ làm xấu Phật Pháp là mình bị đọa. Mà hầu như bao nhiêu người đã làm Phật Pháp suy đồi thì tức là bao nhiêu người đã bị đọa. Không những trong cái đời chúng ta mà các tổ từ trước đến giờ bị đọa tất cả. Đó là chiếc áo của họ đã làm tội họ đó, vì cái hành động sai của họ mà người ta coi thường Phật Pháp là họ bị tội. Thì người cư sĩ thì không tà giam, tức là có chồng có vợ thì một chồng một vợ trung nghĩa với nhau mà thôi. Còn về nói dối thì cũng hơi rộng, nhưng mà ở đây chúng ta phải biết rằng khéo léo về cái khẩu nghiệp, thì về cái miệng thì nói dối. Nói dối nó có nhiều cách. Mình phỉ báng người khác là cũng tội nói dối, mình nói không thật cũng là nói dối. Đó là những cái nói dối. Mình nói xấu người khác là nói dối, mình đem chuyện người này học chuyện người kia là nói dối. Tất cả những cái nói dối đó, chỉ mình biết nói dối là nói không thật là nói dối, chứ còn sự thật ra miệng chúng ta nói một điều ác là nói dối, cái gọi là giật ngữ đó. Đó thì hôm nay thì từ những cái giới này, bây giờ thì nó không có cái giờ mà thầy giảng từng giới nó rộng rãi để cho các con hiểu, vì nó không có thì giờ. Do đó chúng ta phải hiểu đơn sơ như vậy, là không tham lam trộm cắp, không lấy của không cho, là tạm đủ.
à, không tà dâm, tức là một chồng một vợ với nhau thôi, chứ không có được mà gian díu người này người kia, thì làm cho nhà tan cửa nát, con cái đau khổ. À, không nói dối, tức là mình nói lời thành thật, cái gì mà mình nói không được thì làm thức, không nên nói. Được uống rượu, nghĩa là những cái loại mà làm cho chúng ta say mê, viện gặp, cà phê, thuốc lá, rượu, hoặc là thuốc phiện gì kia, ma túy, tất cả những cái loại này đều, mặc dù là trong giới luật của Phật, trong thời Đức Phật chỉ có rượu mà thôi, không có cà phê, mà cũng không có thuốc lá, mà cũng không có thuốc phiện, không có gì kia ma túy. Nhưng mà thời chúng ta thì nó đủ những thứ viện gặp đó. Thì đương nhiên trong giới thứ năm này, chúng ta có thể đưa ra là cấm sạch tất cả những cái thứ viện gặp. Vì thứ viện gặp này đưa đến tai họa từ thế hệ này cho đến thế hệ khác, sinh ra những cái con người xấu. Một người mà viện gặp, ví dụ như viện thuốc mà không tiền mua thuốc thì sinh ra trộm cắp, không trộm cắp người khác được thì về trộm cắp của cha mẹ, phải không? Các con lén lấy tiền cha mẹ là trộm cắp chứ gì. À, đó. Rồi bây giờ một cái người mà chỉ ke ma túy mà khi nghiện á, thì còn cái chỗ nào mà họ không có thể giết người để mà lấy tiền để mà chích một mũi thuốc ha, hoặc là hút một cái liều thuốc phiện, họ dám làm gì đó. À, cho nên tất cả những cái này được thầy thì thầy cấm sạch. Tại sao vậy? Tại vì có người, có ông thầy nói vậy, Phật không có cấm uống, Phật cấm uống rượu chứ không có cấm hút thuốc, mình cứ hút thuốc đã thôi. À, cho nên quý ông thầy cầm điếu thuốc hút. À, ông nào cũng nghiện thuốc bỏ không được, mà thế rồi cứ cầm thuốc, nói Phật không cấm. Sự thật ra cái giới này đều là được cấm hết. Cho nên khi mà chúng ta là những người mà đã quy tam bảo họ ngũ giới này á, thì ngay cả thuốc hút không được hút, rượu không được uống, thuốc hút không được, thuốc phiện không được hút, thuốc xì ke ma túy không được, cà phê nghiện gặp, cà cũng không được uống. Những thứ mà làm chúng ta nghiện gặp phải tốn tiền một cách vô cớ vô lý, không có cái thứ đó thì mình cũng không có không có chết chỗ nào, chỉ là thiếu cơm là mình chết, chứ còn những cái thứ đó không có thì không ra. Cho nên hoàn toàn là những gì mà tu sĩ cũng như cư sĩ không nên để cho chúng ta bị ghiêng gặp những cái thứ đó. Thì như vậy là cái giới thứ năm này tuy rằng nói không có cấm, không được uống rượu, nhưng mà phải thấy rằng tất cả những loại ghiêng gặp thì hoàn toàn là phải ngăn ngừa, không được, không được say mê nó, không được nghiện gặp nó nữa, bỏ, không được uống hút, không được uống nữa. Đó là năm cái giới. Vậy thì hôm nay các con đã hiểu được năm cái giới này rồi, thì từ đây về sau cố gắng mà giữ gìn qua những cái giới đức này, cái đức hạnh của năm cái giới này, đừng có cho vi phạm, nghĩa là khéo léo đừng cho vi phạm. À, bây giờ ví dụ như cái điều kiện mình không có nói được thì mình làm thinh, chứ mình đừng nói dối. Mà nhớ như vậy, đừng có nói, mình làm thinh là tốt nhất. Có nhiều khi mình nói cái giới đó nó không hại người, mình nói dối nó không hại người khác, mà nó không hại mình mà không hại ai hết, nhưng mà nó cũng có thể là nói dối. Nhưng mà nói dối thì bởi vậy thật sự ra thì cái nói dối nó làm cho người ta giảm cái uy tín. Mình nói cái chuyện không thật thì nó làm cho mình giảm uy tín. Vì vậy mà khi mình nói cái chuyện đó để bảo vệ một cái gì đó, thì sau khi mình nói cái đó rồi thì mình trình cái đó lại cho mọi người biết, bữa đó tôi có nói cái điều đó là nói không thật để bảo vệ chúng, bảo vệ cái này cho mọi người biết, thì như vậy là mình không nói dối. Chứ còn mình nói cái chuyện đó không thật rồi mà mình cứ không để cái trong bụng mình không nói.